Trước giờ rất nhiều anh em bảo mình làm về game đảo hải tặc thì ok, hôm nay mình giới thiệu cho anh em một tựa game về One Piece đảo hải tặc 3D cực kỳ hay. Cùng xem nhé. Đây là tựa game One Piece Bounty Rush, là một tựa game hành động đối kháng 4v4 thời gian thực, cho phép người chơi tham gia vào một cuộc chiến tranh giành giật kho báu trên bản đồ. Người chơi cần phải thu thập tất cả những đồng xu trên sân đấu bằng cách tiêu diệt tất cả kẻ địch và cướp lấy chúng. Hoặc nếu đủ mạnh, hãy tấn công thẳng vào căn cứ của địch. Để giành chiến thắng, bạn phải chiếm 3/5 khu vực kho báu trên bản đồ. Với hệ thống nhân vật đồ sộ bao gồm Luffy, Zoro, Sanji, Jinbe và rất nhiều nhân vật mà anh em ưa thích, hãy cố gắng sử dụng tất cả tuyệt chiêu để giành chiến thắng cuối cùng. Để có thể là tải game, anh em hãy vào ứng dụng TapTap và tìm kiếm theo từ khóa, đó chính là One Piece Bounty Rush. Và đây mình đã tìm kiếm sẵn rồi, mình sẽ ấn vào đây nhé. Và nếu có nút download thì anh em ấn download và tải về nhé.